cảm ơn hai bác đã gửi máy cho con ạ. Bây giờ con cũng đỡ không được chặt nhiều ạ. Con chúc hai chị luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy là gửi tặng cho em Quân cô bác ạ. Thế và hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua và đem lên tới nơi rồi cô bác. Đây là trên tay cháu Lực thì cầm là một cái máy cưa mà xài bằng pin cô bác ạ. Đã thấy ra là hôm nọ là cháu Lực là đem lên rồi, nhưng mà do là khi mà cháu Lực nhận được ấy, cháu Lực xài à, cháu Lực bật nó lên nhưng mà không có nó không có cưa được các cô bác, thành ra là cháu Lực lại phải mang đi đổi trả. Tại ở đây thì phần quà này thì là hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực đi xuống cái huyện và mua lên. Đây, vừa rồi thì cháu Lực lên thì cũng nghe tin là em Quân là đang lấy củi ở bên này, thế là thành ra là cháu Lực cũng sang bên này luôn các bác ạ. Ở đây thì phải nói là đi rất cẩn thận cô bác ạ. Ở đây thì có những cây mà nó nhọn nhọn như này cô bác này. Cây này là cây ruộc hay sao cô bác ạ. Đây là cây ruộc mà nhìn trong nó như kiểu đinh ấy, đâm vào chân nó rất là đau. Đi không cẩn thận là đâm vào chân luôn. Hay nhìn thấy từ xa xa là thấy bóng dáng của em Quân đang đi lấy củi cô bác. Tranh thủ là hôm nào trời nắng thì Quân với lại ông sẽ đi lấy củi về để mà dự trữ luôn. Quân thì lên đây lấy củi đâu chứ Quân? Lâu rồi ạ. Thôi anh chào Quân nhá. Em chào anh ạ. Con chào quý ông bà của chú anh chị ạ. Rồi, đeo cái này một chút nào. Củi này thì đem để về nhà để nấu cơm hay là đem để đi bán? Em lấy đi bán ạ. Em để đi bán à? Thế là lấy hai cành này long về còn bổ nữa à? Hôm nay anh có nhận được thêm một cái phần quà của cô. À, đưa cho Quân này, tiện thể là Quân đang ở đây thì test luôn xem là có được không. Thầy ra đây thì bây giờ lắp luôn đi. Đấy, em mở ra đi. Ông với bà thì có ở nhà không? Có. Có à? Thế chiều hôm nay là bé Hiếu không đi học nữa à? Hôm nay là thứ 6 rồi. Lấy ra đi. Lấy ra xong là đưa đây anh lắp cho. Nào lấy cái này ra đây. Rồi. Có con cái ốc đâu? Cái ốc này, cái ốc vặn ở đây. Đặt lên cái ốc vặn ở đây. Xích lên thì một tí nó lắp xong. Đấy, lắp vặn vào đây. Đấy, ở đây thì khi mà hai chị Nguyệt Thúy có theo dõi được em Quân là hay đi lấy củi đấy cô bác, cho nên là hai chị muốn dành tặng là một cái máy này cho em Quân. Và cái máy này thì không phải là dành riêng cho em Quân cả, nếu mà trong quá trình mà em xử ấy mà cũng đi lấy củi ấy, thì có thể là mượn máy của Quân lên để cho em xử và đi lấy củi được cô bác. Bây giờ thì lắp xích đã, từ pin từ lắp đó. Lắp xích đã. Lắp cái xích cho đã. Rồi. Lắp vào cái khe này này. Không, cái đầu này đầu cát rồi đúng không? À đúng rồi. Lắp vào khe này. Đấy. Lắp hết vào cái khe này đó. Nó đã lắp một bình nha. Lắp chưa được à? Thế máy hôm nay trời nắng như này thì có ai thuê để làm gì không? Có, hôm qua họ thuê em đi vác rơm. Thuê đi vác rơm à? Thuê đi tận đó vác rơm, vặn 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 cho nó ra một tí xong rồi kéo kéo nó căng ra. À. Từ từ vặn nó lỏng lỏng thôi, cái kéo. Không kéo kéo này, kéo nguyên cái này thôi. Đấy, vặn đi. Đấy, nó chặt là được. Chặt chưa? Rồi bây giờ thì vặn cái nắp này vào. Đấy, đóng cái nắp này vào xong vặn. Đấy,
Thế hôm qua đi vác rơm thì được bao nhiêu tiền? Là được 100 ạ. Được 100 nghìn à? Từ từ đã, bỏ cái ra. Nào anh xem. Thế vác rơm thì có vác xa không mà được lên được 100 nghìn? Vác từ... độ tầm bao nhiêu cây? Độ tầm một cây thôi. Tầm một cây à? Vác lên đường cho họ. Vác lên đường à? Bây giờ thì cắm pin vào xem nào. Cắm pin vào xài nào. Đưa anh xem nào. Em thử mang cưa cây xem nào được chưa? Này. Đây, cưa từng đoạn, cưa dài không, tí một tí thì vác được chứ. Này hay là vác cả cái cây nó về nhà xong cưa sau. Vác cả cái cây về nhà xong cưa sau thì một tí nó bổ luôn nhà chứ, đúng không? Đây thì đem đi bán này ấy. Thế bán bó này thì được bao nhiêu tiền? Một bó là được 25 nghìn. Bó được 25 nghìn à? 25.000 thì cũng khá là rẻ của bác ạ. Bác thì đi rất là xa. Tại đây thì những cái đồng tiền mà em Quân là đi kiếm được ấy thì em Quân sẽ mang về để mà cất giữ đấy, xong là lúc nào mà cần tiền thì là như thí dụ như ốm đau như này thì sẽ mang tiền đấy để đi mua thuốc. Số rừng này là rừng của nhà em à? Chặt luôn cả cây đấy à? Quân thì phải nói là một cái cậu bé của bác ạ. Năm nay thì sang 15 tuổi rồi, phải lớn hơn 1 tuổi rồi. Nhưng mà cái gánh nặng trên vai thì vẫn không thể gọi là vơi đi một chút nào cả. Ông với bà thì càng ngày càng già rồi. Quân thì có thể là càng ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn. Nhưng mà ông với bà thì càng ngày càng già. Dao đấy thì có lấy củi thích không? Hôm nay thì anh mua cái máy cưa này lên là của hai chị là Nguyệt Thúy, là muốn dành tặng cho em để mà đến lúc mà em đi lấy củi ấy thì mang cái máy cưa ấy để mà đi cưa ấy thì xài bằng pin thôi. Hay lúc nào mà anh điện cho em bảo là đem lên cho sửa mượn thì em, thì lúc đấy là em đem lên cho sửa mượn nhá. Lúc đấy anh bảo anh sửa lên lấy. Ê, trời nắng như này thì đi lấy củi là cả ngày luôn à? Cái củi này thì mang đi bán thì mang bán tươi là bán khô? Đi ở đây là phải bán khô. Phải bán khô á? Có gì? Nấm hương á? Ở trên này cũng có à, nấm hương ấy. Thế thì có lấy về không? Ở đâu đấy? Lấy về à? Thế Quân để đi đi lấy củi của cô bác này, phát hiện thêm cả nấm hương nữa đấy cô bác. Ô cái này thì còn nhỏ thôi, lá nó còn nhỏ thôi. Để không lấy, nếu mà mình không lấy thì họ về họ lấy đấy anh. Không lấy thì họ về họ lấy à? Nhưng mà như cái này có ít này thì lấy về là để phơi để đấy à? Nấm hương thì ăn rất là thơm và rất là ngon cô bác ạ. Ở đây chỉ có trong rừng thì mới có. Quân thì có vẻ như là vừa đi lấy củi xong là vừa thu hoạch được cái thành quả mà khá là lớn thôi. Lấy cái cây ruột cái mà xiên trong phơi vào. Xong là một tí nó cầm đi. Xiên luôn đó. Cái cây ruột cây kìa, cây này. Yeah. Đấy đúng rồi. Không cây này Quân. Cây này phơi này, cây này. Đấy cây này. Đây gọi là cây ruộc ấy. Nhưng mà cái này mang về là có phải rửa xong mới phơi không hay là như thế này là để phơi luôn? Phơi luôn ạ, lúc nào ăn xong mới rửa. Ăn xong mới rửa à? Thế thì phủi đất ra một chút.
Tức là mỗi lần em đi lấy củi thì lấy là xiên về như này à? Cái này thì còn bé quá hay là như nào? Con bé quá. Thế thì lấy nguyên cái to thôi. Cái bé thì thôi. Cái bé thì không xiên được thì mình lấy về là để phơi thì mình không phải xiên nữa. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu lạng? Được một lạng không? Thì phơi khô không được đâu. Phơi khô là không được một lạng đâu à? Hay ở đây thì nếu mà các bác mà đặt nấm hương ấy, thì cháu Đức sẽ gửi cho các bác. Nhưng mà lúc mà các bác mang về, các bác lấy ngâm xong là cắt cái cuống già nó đi một chút. Tại vì là đợt nọ thì Quân là mang về, thành ra là không có cắt cả cái cuống già nữa. Như này thì Quân là cắt cuống già nó rồi. Đây là Quân là cắt cái cuống già của nó rồi. Đây là để phơi nắng luôn chứ. Cái chỗ này mà ở gần chỗ này thì nếu mà mình để như thế thì người ta biết là về lấy đúng không? Ở đây thì có mình em đi lấy thôi hay là có nhiều người đi lấy cả nấm hương này nữa? Cũng có nhiều người. Có nhiều người đi lấy à? Vâng ạ. Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp nên cô bác này phơi để mà Quân lấy nấm hương này đi phơi thì cực kỳ là mà tốt luôn, không cần dùng đến cái mình để trên gác bếp ấy. Trước thì làm sao mà em biết là nấm hương để mà đi khai thác hả Quân? Trước là em cùng ông lên rừng xong là ông đi hái thì nấu một bữa xong ông bảo với em là nấm này cũng bán được thì em cũng mang, em mới đi tìm được. Nấm hương thì cái giá trị kinh tế nó rất là cao của bác ạ. Không thì bây giờ dùng để gói ra lá nữa. Xong là mình lúc đấy mang về một tí nữa gói sau. Thế ở nhà thì còn một chút nào nữa không? Cái khô ấy. Ở nhà có nhưng mà có ít thôi anh ạ. Có ít à? Có đủ một cân không? Không ạ. Chưa đủ đâu. Lúc nào mà đủ một cân thì bảo anh. Ở nhà của em Quân thì được nằm ở dưới ngôi nhà của... đây là ngôi nhà của người bác của Quân của bác ạ. Đấy, ngôi nhà của bác của Quân thì cũng gọi là nhìn như vậy của bác có vẻ như ở ngoài thì rất là to nhưng mà bên trong thì cũng rất là sổ sệt, cho nên là cái cuộc sống của bác thì cũng chỉ lo được cho gia đình của bác thôi, cho nên là không thể lo được cho thêm gia đình của Quân nữa. Đấy, thành ra là bây giờ Quân là phải gọi là nuôi cả ông cả bà cả bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì hôm nay là không đi học à? Không ạ. Đây thì thế là mỗi lần mà em đi rừng lấy thì em đều là xiên vào cái cây à? Con đường một ít nè. Hiếu thì mấy hôm nay thế nào, có ốm, có bị ốm gì không? Không ạ. Không, ông bà? Ông bà cũng không ạ. Hôm qua thì anh vào thì ông bảo là em đi làm thuê rồi, thì là đi vác rơm thuê cho người ta là 100.000 là nuôi ăn nuôi cả ăn à?
Đấy, Quân thì phải nói là cô bác ạ, khi mà em ấy lên rừng gặp mật ong này hay là gặp nấm hương này, em ấy đều thu hoạch về để mà dự trữ ở trong nhà. Xong là lúc nào mà cháu Lực xuống thì Quân cũng gửi cho cháu Lực để đem đi bán. Có lần thì Quân là đem ra chợ để bán. Thế mọi lần em đi lấy thì nó lá nó to hơn hay là chỉ như này thôi? Có lúc thì đi gặp toàn lá to. Đi gặp toàn lá to rồi à? Vâng ạ, có lúc thì đi cả ngày cũng gặp lá bé thôi. Ở đây thì nó cũng không hẳn là to mấy đâu cô bác này, nhỏ nhỏ thôi. Đây, có cô bác nào mà muốn quan tâm đến nấm hương đấy thì có thể đã điện thoại cho cháu Lực. Cháu Lực sẽ gửi cho các bác những cái cân mà nấm hương mà nguyên chất nhất được chính tay em Quân là tự đi rừng và khai thác về. Được chỗ này thôi à? Chỗ này thì chỉ có được một chút thôi các bác, một lạng thì chưa có được. Tìm xem xung quanh này còn không, nếu mà còn thì lấy thêm, tại vì là nó được có rồi cho nên là chặt luôn ở cây đấy à? Mỗi lần mà em mang củi đi bán thì đi độ tầm nghỉ ngơi bao nhiêu lần? Đi xa như vậy ấy. Cũng hay nghỉ tầm 3-4 lần mới đến nơi ạ. Nghỉ 3-4 lần thì mới đến nơi. Vâng. Vác đi một chặng đường rất là xa các bác ạ. Người ta mới giả cho là một bó củi là độ tầm 20 đến 25 nghìn thôi. Đây là mang về là mình phải còn phải chẻ thêm nữa đúng không? Đáng lẽ ra là năm nay là khi mà 15 tuổi của bác này, tuổi của các bạn thì vẫn còn đang đi học, nhưng mà còn ngược lại em Quân thì tuổi của em Quân đã phải là lo lắng cho cả cả gia đình của mình rồi. Ôi bé Hiếu lên đây sao ấy? Thế kìa. Gọi ra đây đi. Con này bác Hiếu. Kiên nắng quá rồi. Đây nè. Cùng theo anh là đi lên lấy củi luôn này cô bác này. Chắc có khi là em nghe thấy giọng của cháu Lực thì em mới lên. Đây. Bây giờ thì vác cả 4 cây nó về nhà mới cưa, là cưa ở đây luôn. Bác về nhà xong mới cưa à? Thế là bây giờ là mang cây ra thả đằng sau kia đi. Đây hai anh em mình cùng cầm vác từng cây một đi. Vác từng cây một đi. Để Hiếu đi ngồi ở ngoài nắng kia là đợi anh Quân luôn đấy cô bác à. À, chỗ này cũng mát việc chút rồi. Phải phải Hiếu đi. Ôi dồi ôi, cái này đâm rất là đau của bác ạ. Ôi, đâm vào rất là đau của bác này. Đâm thủng nó cả dép luôn ạ. Đâm rất là sâu. Hiếu lên đây lâu chưa hả? Ăn gì đấy? Ăn cái gì đấy? Ăn quả gì đấy? Nào chú xem là ăn quả gì đấy. À, ôi rồi. Vứt đi, quả này không nên ăn đâu. Vứt đi. Vứt đi, một tí nữa chú cho kẹo vứt đi. Vứt đi. Nào. Tí nó chú cho kẹo vứt đi. Đấy. Bẩn lắm, vứt đi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác.
Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Chết trong bóng khả. Đấy. À, cái quả này là không biết là quả gì đấy Quân. Chắc là quả sắn hay sao ấy. Quả sắn ấy, ui, thì ăn là say đấy. Vâng. Nào. À, chuẩn bị đi về thôi. Vâng. Rồi. Bài nám nào. Còn một cây nữa sao ấy. Vâng. Cây chưa? Đấy. Trong bé Hiếu rất là đáng yêu của bác ạ. Đi lấy thêm cả. Có một cây á. Bé Hiếu thì có vẻ như hôm nay rất là ít nói của bác. Bé Hiếu hôm nay có bị ốm không? Không à? À, lấy cái máy ra đây để anh cầm cho. Rồi. Đấy, hai anh em mình tí về nhà kia sau. Dao cầm hết đi. Nào, đi về thôi bé Hiếu, đi về thôi. Ra đây lâu chưa? Bé Hiếu ra đây lâu chưa? Chắc là cũng lâu rồi ạ. Ờ, đi đi. Nó, cái thế nọ, Hiếu, thế nọ. Bé Hiếu thì phải nói bằng tiếng Nung cho nghe. Thì bé mới nghe được nhiều hơn các bác ạ. Còn như tiếng phổ thông thì em chỉ có nghe được một ít thôi. Đấy, cống em về đi. Đấy, đi theo anh Quân để mà lấy củi của bác, nhưng mà cho anh Quân cống là nhiều hơn thôi. Quân thì rất là thương em. Hôm nọ thì có một câu chuyện mà có người lên gạ bé Hiếu bán số tiền là 150 triệu để bán đi, nhưng mà gia đình Quân thì cũng không thể thì gọi là vì tiền mà đánh mà bán đi em của mình, bán đi cháu của mình. Ô, dây điện này nguy hiểm đấy, dây điện của nhà ai đấy. Bảo ông ấy lên làm cái cây cột cho cao lên đi. Ông ấy hôm nay cũng không về lán. À. Thế là có điện không, dây điện đấy? Có. Có. Đấy, bé Hiếu. Đi về trước đi. Còn thì bây giờ chúng tôi sẽ cùng anh Quân là vác cái củi về đến nhà mà về đến nhà để mà cưa ra. À, hôm nay thì cũng được là hai chị Nguyệt Thúy là dành tặng cho Quân cái phần quà này thì để mà cưa ra. Mà cưa ra thì nó sẽ gọi là nó nhanh hơn, nó tiện hơn cô bác, không phải dùng. Cây màu này của nhà bác à? Ôi, nhìn bé Hiếu ở đâu đấy nhá? Ở đâu? Bé Hiếu rồi. À đây, đây. Cứ đếm đi, đếm đi. Hôm đó là nhà bác là có cưới à? Trên vùng cao này thì hầu như là những cái đám cưới mà nhà nào mà không có điều kiện của bác, không có thuê được dạp ấy, thì đi lấy những cây tre này về để mà làm dạp, để mà làm dạp và đám cưới. Đấy, dạp thì cũng chỉ là phủ thêm phủ phần mái là cái tấm bạt thôi. Trên kia còn một cây nữa mà. Cái chỗ này thì khá là rộng rãi đấy nhở. Đây, chỗ này nhà bác là đào để làm nhà. Làm nhà xanh xa.
Chỗ này chắc là đào lâu lắm rồi nhờ. Vâng, cũng được 2-3 năm. Ồ, thế là 2-3 năm là chắc là chưa có tiền để làm à? Vâng. Nhìn vào cái thân hình của em Tuấn đúng không bác? Có vẻ như là trong khoảng thời gian này em có vẻ là gầy đi khá là nhiều. Ôi, ở đây cây mận này có quả rồi. Vâng, mận hôm nay chắc không nên đây. À. Vậy nhà Quân thì hôm nọ thì cũng được là bác Chiêm là bác ấy gửi giống mận sang để mà trồng. Hay như cây này là cây của nhà bác, nhà là có quả rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Quả chín nữa anh ạ. Quả chín nữa. Ăn xem được không? Ăn xem được không? Quả trái mùa sao ấy? Chua không? Đắng không? Chua đấy anh ạ. Chua đấy à? Ừ. Bé Hiếu Vy à, đi về trước rồi của bác này. Cộng thêm một con dao nữa. Đấy, trời nắng như này thì thời tiết khá là ấm áp. Cho được nhìn thấy là bà là đang đi lấy rau lợn về cho cô bác này. Không biết là bây giờ cháu được đang zoom lên thì cô bác có nhìn thấy không? Bà đi lấy rau lợn à? Thế thì là em vừa đi lấy củi ở vừa trong bé Hiếu luôn à? Ơ thế vừa rồi lúc mà anh ra thì bé Hiếu ở đâu cho anh không gặp nhỉ? Ở đây thì ngôi nhà của người bác của Quân, của bác này à, bác của Quân thì cũng gọi là rất là thương yêu gia đình của Quân đấy, nhưng mà do là gia đình cũng nhà như thế nên của bác này cũng chả khác gì nhà của em Quân cả, thành ra là cũng không lo lắng được cho gia đình của Quân là nhiều. Hay thương thì vẫn thương, nhưng mà thương thì nó chỉ có đến một cái mức độ mà vừa phải thôi. Đi lấy củi này có thì có mệt không? Không á? À? Mệt thì chắc là rất là mệt rồi cô bác ạ. À. Nhưng mà bây giờ nếu mà không đi lấy củi để đi bán thì thành ra là không có tiền để mà dự trữ ở đây nữa. Ở đây thì cháu Lực cũng có nói với em Quân rằng là lúc mà cần đến tiền để làm việc gì hay là ốm đâu ấy thì là bảo với cháu Lực, thì cháu Lực sẽ trích cái tiền quý ra để mà đưa cho em Quân. Đấy, nhưng mà Quân thì không có ỉ lại. Hiếu đi đâu rồi? Bé Hiếu đi đâu rồi? Đấy, đi. Từ từ đợi em đi, để em đi xuống bên kia đã, để em đi tít ra kia đã. Lon ton chạy trước rồi. Thôi ném đi. Cứ thả xuống dần thôi. Đừng ném xa quá. Lại đứng lại ở cái ngôi mộ của người bố để nhìn cái cô bác này, cháu được ra nhìn thấy. Có bé Hiếu có đi qua mộ của bố thì có nói có như nào không? Có nói gì không? Nhìn thôi à? Có những lần em đã nói với anh rằng là bé Hiếu ấy nói với đã, anh đã từng nghe bé Hiếu nói với anh rằng là bảo là bố kia mà. Chỗ này thì được hai vác hay là một vác? Thì chỗ này mới được có 25.000 thôi nhờ. Đây, hôm nọ thì giao này cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tiền cho Lực để cho Lực mua cho em Quân là thêm một bộ nữa. Ở
Đấy, dao anh cầm ra đây nhé. Đấy, rồi. Đây. Kia còn thêm 2 cây nữa. Đi lấy 2 cây kia về đấy. Thời tiết nắng ấm áp như này thì ở trong nhà thì không có lạnh lẽo, nhưng mà đến mà hôm nào mà lạnh thì phải nói là khi mà buổi tối các em đi ngủ ấy, với lại ông bà ấy thì rất là lạnh lẽo. Ở trong nhà thì hở ở ngoài nhà thì hở lên rất là nhiều rồi. Vừa rồi thì cháu Lực vừa nhìn thấy bà là đi lấy rau lợn này về này, cô bác này đi tít xuống bên kia để lấy rau lợn này, chắc là chuẩn bị cho ngày mai. Cháu Lực xem nào. Ủa, rơi vào tầm độ tầm 20-30 cân. Bây giờ thì mang cái máy cưa ra để cưa đi. Đấy, mang cái máy cưa ra để cưa xem nào. Lấy luôn một cái đi. Lấy luôn một cái để đi sạc đi. Xong rồi tí hết ấy. Hết lại đổi. Bấm nút này. Đấy. Bấm cả hai nút. Rồi. Lấy một cái này đi sạc đấy. Đấy, đem đi sạc đấy. Đem đi sạc luôn đi. Đấy, ở đây thì là khi mà cháu Lực đi mua của bác này thì người ta cũng gửi cho cháu Lực là cái hóa đơn. Cái máy này thì nó hãng là Nakata của bác ạ. Đấy, ở đây thì khách hàng là Lý Văn Lực. Đấy, cháu Lực mua ở dưới huyện của bác ạ. Một cái máy cưa chạy bằng pin thì là 1.850.000 và bảo hành là 2 tháng của bác. Đấy, cái máy này thì nếu mà có vấn đề gì hỏng hóc thì anh lại sẽ mang đi trả lại nhé. Trong thời gian mà sử dụng thì hỏng như thế nào thì bảo anh. Hãy cưa xem nào. Đấy, cưa nhanh nhỉ. Có thích không? Hả? Có à. Đấy, hôm nay thì là được hai chị mà hôm nọ là mua dao cho em đấy, lại tiếp tục là mua cho thêm nữa. Có cái máy này mà đi lấy củi thì rất là tuyệt vời luôn cô bác. Cưa rất là nhanh. Tuyệt vời không? Tuyệt vời luôn à? Cháu Lực cũng thay mặt là em Quân gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Và hai chị đã gửi cái phần quà này tới cho em Quân, để cho giúp cho em Quân là lấy củi có vẻ như là nhanh nhẹn hơn một chút. Hiếu bà thì dù cái dáng người mà nói cũng phải nói là rất là nhỏ nhắn rồi cô bác ạ. Ở nhà thì cũng chỉ là đi làm lấy rau lợn này, xong mà đi lấy cỏ trong bé Hiếu nữa thôi. Cái máy cưa hình như là điện nó yếu sao Quân ạ? Đi đổi lấy cái cục pin kia đi. Đổi lấy cái cục pin mà vừa rồi, xong rồi lại cục pin này đi sạc. Thế giờ mai phò bạn nào. Mày bé Hiếu thì anh Hà rất là nhanh nhẹn của bác đây, phụ giúp cho bà để nhặt đấy.
Nào Hiếu, ra đây chú Bảo, ra đây. Hơi hơi sợ sệt một chút của bác ạ. Thật thay pin không chưa? Không được à? Đấy, nó yếu pin. Tại vì nhà mình vừa mua đấy, mình vừa mua là cho nên là cái những cái cục pin mà nó chưa sạc đầy ấy. Nhanh không? Nhanh ạ. Này thì tí lại là để mang đi chẻ đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới hai chị, hai bác Nguyệt Thúy nhá. Anh thì gọi bằng chị, chắc em là gọi bằng bác thôi. Con cảm ơn hai bác đã gửi máy cho con ạ. Bây giờ con cũng đỡ không được chặt nhiều ạ. Con chúc hai chị luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Ở đây thì lúc nào mà anh điện cho em ấy thì là đem máy lên cho anh Sử để anh mượn nhá. Đây, phải nói là hai chị Nguyệt Thúy rất là tâm lý với cô bác ạ. Khi mà biết là các em là cần những cái vật dụng gì thì gửi tiền cho Lực để nhắc nhở cho Lực là đi mua. Bà thì đang ở bên kia là quan sát để quân để cưa rồi. Đây, ở đây thì nhưng mà máy cưa như này nếu mà để mà bỏ tiền ra đi mua thì chắc chắn là các em sẽ không có dám để đi mua, tại vì là cái số tiền nó rất là lớn. Được chưa? Được rồi. Xong là tháo pin nó, xong là lại cất đi. Cái này là một tí nó để mang búa để bổ đúng không? Để cất gọn vào, sạc pin thì lúc nào mà đi lấy củi thì cầm theo máy để đi lấy nhá. Ôi, vừa rồi quên ăn nấm ở trên kia rồi. Bây giờ lại phải đi lấy rồi nhỉ? Không phải tí là người ta lấy đi mất ấy. Cái này không cần tháo đâu mà Quân, không cần tháo đâu mà. Không cần tháo đâu mà. Đấy. Anh tại vì là anh tháo cái đấy ra thì mới để được vừa. Đấy. Mà để trong nhà luôn thì không cần tháo đâu. Đấy, bé Hiếu thì đang chơi với con mèo của bác ạ. Sao khà khơn hiệu đấy, nó không có vừa một chút, để tạm thôi đấy. Bây giờ thì cất đi thôi đấy, nhớ là đừng để cho ai mượn đi nhá, không là hỏng ấy. Rồi cứ để tạm vào đấy đã. Rồi đấy, cất đi lên nhà đi. Hiếu à, bye bye rồi, bye bye. Bà Hiếu ơi, bye bye luôn các bác. Nào, tìm thấy mèo chưa? Nào bây giờ, Hiếu, khoanh tay chào con bà đi, khoanh tay. Con chào các ông các bà. Con chào con bà, các bà. Con chào. Con chào. Các ông bà. Con chào bà. Rồi, đang chơi với con mèo thôi à, ở nhà ấy. Bé Hiếu thì rất là ngoan các bác ạ, sau một thời gian đi học về đấy, có vẻ là cái tính của em thì rất là ngang. Thế thì một tí nữa em lại lấy bổ đúng không? Mình bây giờ mình đi lấy nấm đó nhỉ? Không thì vừa rồi thì quên nấm mất rồi cô bác ạ. Bác hẳn một cái bó này đi lên chợ bán cho bác, còn phải chẻ ra thì mới được cái giá là 25.000 một bó đấy. Bây giờ cất ạ. Cất dao đi.
Đấy, bây giờ thì hai anh em lại tiếp tục là lên trên để lấy nhốt cái số nấm còn lại của bác. Vừa rồi thì hai anh em là có để mà quên mất. Ông thì chắc là cũng đi đâu lấy củi rồi đấy nhở? Phải mỗi lần mà đi thì nếu mà ông cầm cái máy đi lấy củi ấy thì hướng dẫn ông để ông đi chặt củi. Nấm lên vừa rồi còn biết là để đâu không? Cây thì có sóng không hả? Có. Chiều tối đây là phải tưới nước rồi nhá. Hôm nay là trời nắng ấy. Đấy, nước thì hôm nọ là cũng dẫn về. À đây này, sóng này. Đấy, không có cây nào bị chết đâu chứ? Không. À, rồi. Đi. Cái nào cũng đang phát triển à? Đang chuẩn bị lên lá. À. Còn lấy cây lê thì góp nó lên rồi anh ạ. Nó lên mới góp anh ạ. Nó lên mới góp kìa. À. Nó lên cái mầm mới đúng không? À. Ở dưới kia thì người ta có thuê cày được không? Có. Có á? Ờ. Đã quay, đã cày ở chỗ nào chưa? Chưa. Thế cày như này thì lấy trâu người ta đi cày hay là lấy trâu, lấy bò nhà mình đi cày? Bò của nhà mình không dám, đi à? Ừ. Thế thì mình đi làm như này thì một buổi cày thì người ta giả cho mình là bao nhiêu tiền? Cây là 1.2-1.3. Một buổi cày 123. À, đi cày được nhiều hơn ạ. À. Một ngày ạ. À. Một ngày được 123. Thế là một buổi là được 60.000 50.000 nữa à? Ừ. Vừa rồi có để nấm ở đâu còn nhớ không? Có. Dây điện rất là nguy hiểm này. Nếu mà một ngày mà đi bỏ ra một ngày để đi tìm nấm hương thì được tầm bao nhiêu? 1 cân đến 2 cân à? Hay 1 cân khô đúng không? Và 1 cân tươi đúng không? Chứ không phải khô đúng không? Đây là bây giờ mang đi phơi nắng trước hay là mang đi để trên gác bếp luôn? Phơi nắng đã. Phơi nắng nè. Bỏ ra từng xiên như này đúng không? Ừ. Hôm nay thì cháu được đi xuống nhà của Quân thì vừa là đưa cái máy cho em Quân nữa. Ở đây thì cái phần quà này là hai chị là Nguyệt Thúy và bé Quân. Cái phần quà này thì cho được xin được nói thêm một lần nữa cô bác, phần quà thì được là hai chị là Nguyệt Thúy gửi tặng tới cho em Quân. Hay ở đây thì là bây giờ thì là gửi tặng cho em Quân. Hay nhưng mà đến lúc nào mà anh Sử mượn thì em anh Sử điện thì đem lên cho anh Sử mượn nhá. À. Quân thì có vẻ như trong khá là nhiều cái câu chuyện, nhiều cái nỗi buồn. Đấy, nhìn trên khuôn mặt của em thì hiện tại bây giờ cháu Lực không nhìn thấy là em ấy vui vẻ thêm một chút nào. Quân thì có chuyện gì không? Hả? Như Quân thì anh nhìn vào cái khuôn mặt của em ấy thì rất là buồn, thì có chuyện gì không? Không, không có đâu. Không có à? Thế nhưng mà anh nhìn tại sao lúc nào em cũng buồn đấy? Em cũng không biết ạ. Không biết à? Hay có thể là sự việc nó xảy ra đến với em Quân ấy thì hiện tại là vẫn còn chưa thể mà thoát khỏi ở trên cái con người của Quân, hay là vẫn còn ám ảnh thì tạo lên cho mình một cái khuôn mặt như thế. Hay Quân thì khoảng thời gian vừa rồi các bác cũng giúp đỡ rất là nhiều rồi. Cái khoản ngân hàng thì các bác cũng được giả cho rồi. Cái tiền quý thì hiện tại là vẫn còn rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại là chưa có đủ để mà làm nhà. Nếu mà
cho anh hỏi, nếu mà bây giờ cái ngôi nhà của em để mà sửa thì có sửa được không? Hay là mình phải làm như thế nào? Sửa được ạ. Sửa được à? Sửa, nhưng mà nhà em có gỗ không? Nhà em không. Không có gỗ á? Thế thì là phải đi mua gỗ à? Thế thì phải... Nhà em chỉ có mỗi rừng này thì có 2-3 cây thông ghế thôi, cũng không đủ đâu. Thế thì phải đi mua gỗ như này thì thật sự ra cô bác ạ, cũng rất là đắt. Như nhà của chú của Sử đấy, cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi. Nếu mà không có gỗ đấy thì số tiền nó bỏ ra là ngang tầm với lại số tiền của em mà Sử đấy. Còn chưa tính là cái tiền mà mình đi thuê người ta nữa. Đấy, còn chưa tính tiền đi thuê người ta. Đấy, như nhà chú của Sử là đi anh em họ hàng về giúp, thành ra là tiết kiệm được cái thêm khoản đấy nữa. Còn là như mà nếu mà nhà Quân thì nếu mà để mà người ta ra giúp ấy thì người ta không chỉ giúp được độ tầm là 1 ngày thôi đến 2 ngày thôi, còn là cái còn lại thì mình lại phải lấy thuê rồi. Cho nên thì sửa thì cũng rất là khó. Sửa như này thì nếu mà để mà sửa thì phải đi mua lại thêm cây mới đúng không? Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hai anh em thì bây giờ cũng về để mà phơi cái thành quả mà nấm trên tay của em Quân là đang cầm nữa. Hiện tại thì Quân là bảo ở nhà vẫn còn một ít, là chưa có đủ 1 cân, cho nên là cháu Lực chưa lấy về. Lúc nào đủ tầm 1 cân thì cháu Lực sẽ lấy về sau cô bác. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.